Hello anh em, rất vui được gặp lại anh em trong video này. Ngày hôm nay Linh quyết định làm một cái video này để chia sẻ với anh em. Có nhiều anh em hỏi Linh về cái cách tính ngọc mới nhất của Grab như thế nào. Ngày hôm nay Linh sẽ trả lời thắc mắc cho anh em và giải thích thêm và chia sẻ một số thông tin cho anh em cập nhật mới nhất cho anh em biết được cái cách tính ngọc của Grab hiện tại bây giờ nha anh em. Tài xế hai bánh á, cái bảng tính ngọc của chương trình thưởng ngọc mỗi ngày khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai nha. Từ ngày 31 tháng 7 năm 2023 thì Grab cập nhật chương trình thưởng ngọc tích lũy mỗi ngày cho anh em tài xế nha. Thì khu vực thì Linh cũng chia sẻ với anh em đó, thành phố nè, Long An, Bình Dương, Đồng Nai. Đối tượng mà tham gia đó là anh em tài xế hai bánh, bao gồm các đối tác mà tham gia là gói dịch vụ combo 1, 2, 3, 4. Rồi mức thưởng ngọc, nhận thưởng đó, thì Linh sẽ chia sẻ cho anh em mức ngọc nhận thưởng. Thì mỗi ngày Grab sẽ tổng hợp lại các số ngọc mà thời gian các anh em tích lũy trong ngày á, cũng như là số ngọc cộng dồn trong tuần. Các mức ngọc tích lũy sẽ được quy đổi thành cái tiền thưởng tương ứng dựa theo cái bảng ngọc Linh sẽ chia sẻ cho anh em trên đây ha anh em. Thì cái bảng ngọc khá là mới, cái bảng ngọc nhận thưởng là áp dụng theo ngày. Anh em nhìn lên đây, Linh sẽ giải thích từng cái cho anh em dễ hiểu hơn nha, chi tiết hơn. Thì số ngọc tích lũy hằng ngày là nó có, ở đây nó có hai cái mốc, đó là mốc 1 và mốc 2. Từ mốc 1 là 400 ngọc, từ 400 ngọc trở lên, mốc 2 là 700 ngọc trở lên. Thì mốc 1 này 700 ngọc mỗi ngày thì anh em sẽ được thưởng là 50.000 đồng. Còn cái mốc 2 này là 700 ngọc trở lên thì anh em được thưởng là được 200.000 đồng, 200k anh em. Điều kiện nhận thưởng là tỷ lệ nhận chuyến trung bình là trong ngày là phải trên 90%. Nếu anh em quỷ nhiều quá dưới 90% nè, tỷ lệ nhận cuốc nè 90% là anh em sẽ không được nhận cái tham gia cái chương trình này ha, sẽ không được móc thưởng đó anh em. Anh em nhớ lưu ý này, thì mình cũng nhớ đừng quỷ chiến nhiều nha anh em. Tỷ lệ quỷ chiến trung bình trong ngày dưới 10%, rồi điểm đánh giá sao trung bình mỗi ngày thì phải trên 4, tài xế anh em chúng ta phải trên 4,8 sao trở lên ha anh em. Đừng để mà dưới 4,8 thì mình không được cái tham gia cái chương trình này đâu anh em. Còn cái mới nhất nè anh em, cái mà Grab cập nhật mới nhất trong cái thưởng ngọc, tất cả anh em tài xế bây giờ không còn thưởng giống như là ngày xưa anh em còn chạy mà không đủ cái mốc. Ví dụ như là ngày xưa có mốc 1, mốc 2, mốc 3. Mốc 1 là 270, mốc 2 là 600 ngọc và mốc 3 là 900 ngọc. Nếu anh em mà không đạt được cái mốc 1 á thì cứ một đợt nhân cho những anh em tài xế mới thì 300 đồng. Nhưng mà bây giờ thì Grab lại áp dụng theo là lấy cái số ngọc tích lũy đó. Thí dụ như anh em không chạy đạt được, Linh nói thì hiện tại nha, anh em chạy không đạt được cái mốc là 400 mần ngọc mỗi ngày thì anh em được tích lũy đó cộng dồn lại cuối tuần tính từ thứ hai đến chủ nhật các anh em. Cái mà ngày xưa anh em ví dụ như không đạt được cái mốc 1 là 270 ngày xưa cách đây, giờ hôm thì anh em lại được thưởng ngày, ví dụ như là chạy tới 250 ngọc đi, 300 đồng thì nhân lên thì cũng được là vài chục. Nhưng mà bây giờ Grab không áp dụng cái đó nữa, Grab áp dụng là lấy cái số ngọc mà anh em không đạt mốc á tích lũy cuối tuần. Nếu anh em mà đạt được, thí dụ Linh nói nha, thí dụ giả dụ như anh em mà chạy được 300 ngọc không đạt được cái mốc 400 ngọc mỗi ngày á thì anh em được tích lũy 300 đó. Ví dụ mỗi ngày anh em chạy 300 ngọc đúng không, thì mình lấy 300 đó mình nhân cho, ví dụ anh em chạy 6 ngày trong tuần, 6 ngày mình nhân cho 300 ngọc thì mình được 1.800 ngọc. Ngọc thưởng tuần là nó cũng có mốc 1 mốc 2 luôn, 1.400 ngọc trở lên thì anh em sẽ được một tuần được thưởng 100.000. Còn anh em mà tích lũy 2.500 ngọc thì anh em được mốc thưởng là tuần là 350.000. Điều kiện thì anh em vẫn giống như ở trên, ở phía phần tỷ lệ cái mốc thưởng ngày anh em điều kiện nhận thưởng cũng vậy, không khác gì hết, cũng 90 là tỷ lệ nhận chiến và tỷ lệ hệ chiến là 10%. Cái mà hay áp dụng theo tuần như thế này, anh em nếu mà anh em mà chạy đạt được 400 ngọc, Linh ví dụ anh em chạy một ngày đạt được 400 ngọc thì anh em được hưởng 50k nè, trước mắt là 50k đi. Rồi trong tuần Grab vẫn bảo lưu lại 400 ngọc đó. Rồi á, cuối tuần anh em mà đạt được cái mốc 1 nữa, 1.400 nữa, thì chắc chắn nếu mà anh em chạy 5 ngày thôi, 5 ngày mà đạt 400 ngọc thì được 2.000 ngọc rồi. Nếu mà anh em chạy 6 ngày thì được cũng 2.400 rồi. Ngày một ngày anh em chạy được 410 ngọc đi,
thì anh em cộng cho 6 ngày trong anh em chạy 6 ngày trong tuần, một ngày nghỉ, anh em cũng đạt được cái 2.500 ngọc nè anh em. 2.500 ngọc thì anh em được 350 ngàn nữa. Mỗi ngày được 50k. Rồi cuối tuần anh em được 350 ngàn nữa. Là đối với anh em mà chạy cứ 410 ngọc mỗi ngày. Còn nếu anh em nào mà viết quá chạy cái mốc cố gắng hơn thì chạy mốc 700 ngọc nè. Thì cái mốc cho 700 ngọc này là cũng khá là khó khăn nha anh em. Chạy cũng phải 15 16 tiếng á. Cũng lát cái đít lắm nghe anh em. Phải dễ em rồi nha. Thì nói chung là anh em cố gắng thì sẽ được thôi. Thì cũng có số một số anh em thì cũng chạy gắn khá là ok. Thì mình chạy được mốc 700 ngọc này nè, mốc 2 này nè thì mình được 200 ngàn mỗi ngày. Thí dụ như anh em chạy 700 ngọc mà anh em chạy được là 4 ngày thôi. 4 nhân 7 thì ra 2.800 ngọc thì mình đạt được cái mốc tuần nữa. Mình lụm được cái mốc thưởng tầng nữa. Và Linh cũng xin nói thêm cho anh em hiểu về cái cách thưởng ngọc những đơn hàng như thế nào. Thì anh em cứ hiểu ngôm na là những cái đơn hàng nào mà Gáp áp dụng. Ví dụ những cái đơn hàng nào mà nó giờ cao điểm hay là quán yêu thích hay là cái giờ mà Gáp áp dụng thì sẽ được cộng ngọc. Thì cái bảng ngọc đây thì Linh sẽ chia sẻ cho anh em. Anh em nhìn vô thì cái này nó cũng khá là chi tiết tỷ lệ. Thì Linh có thể chia sẻ lên trên màn hình anh em có thể là nhìn vô tham khảo nó chi tiết hết. Linh sẽ nói về cái áp dụng thưởng ngọc thêm là ví dụ như cái cuốc xe mà anh em giao đồ ăn hoặc là giao hàng gì đó mà được 20 ngọc đi ha, thì những cái khoảng thời gian này là những cái thời gian cao điểm á, từ thứ hai mỗi tuần á 6 giờ đến 8 giờ thì anh em sẽ được cộng thêm là 5 ngọc ở 6 giờ đến 8 giờ tại giờ này là giờ cao điểm anh em. Thứ hai đối với là Grab Buy Loot áp dụng cái này là từ ngày 17 tháng 10 năm 2022. Ví dụ như anh em mà hoàn thành chuyến xe gấp bay đi mà vào lúc 7 giờ sáng rồi được 14 ngọc thì cộng thêm 5 ngọc nữa là 19 ngọc. Còn nếu mà vào lúc 8 giờ anh em mà qua cái 8 giờ thì anh em sẽ cũng là 14 ngọc thôi anh em. Trong cái giờ cao điểm mà bây giờ này anh em biết ở Sài Gòn cao điểm thì họ sẽ cộng cho mình thêm 5 ngọc. Có một số anh em thường thắc mắc hỏi Linh á thì làm cách nào để chạy hiệu quả về cái bảng ngọc này. Thì lời khuyên của Linh thì anh em nên tập trung chạy làm sao có đơn, có thu nhập chính trước đi rồi cái tiền ngọc này mình tính sau. Chứ thật sự là có nhiều anh em sử dụng chiêu thức gì Linh không biết, nhưng mà thật sự á anh em nên tập trung chạy thu nhập và làm việc theo đúng cái quy trình của mình đề ra. Có nghĩa là anh em lập một cái kế hoạch trong tuần, anh em làm bao nhiêu ngày, chạy bao nhiêu tiếng, làm việc bao nhiêu tiếng. Còn cái mốc ngọc này á, thí dụ như một ngày hôm đó anh em chạy thu nhập là 510 tiếng đúng không, mà anh em đang xem 400 ngọc đi, anh em thôi gắng cố gắng thêm một vài tiếng nữa anh em hãy về, thì mình hãy đặt cái mục tiêu ngọc này. Còn thí dụ như anh em nào có nhiều anh em á, nói về ngày nào tôi cũng chạy 400 ngọc, ngày nào tôi phải quyết tâm chạy 700 ngọc. Cái thật sự như vậy thì nó không có hợp lý cho mấy. Tại vì có nhiều khi anh em mà có công việc giữa chừng, anh em phải bỏ. Phải đặt tiêu, mục tiêu trước tiên là anh em phải đặt cái mục tiêu, cái thu nhập chính trước. Rồi hãy tính tới cái này ha. Cái này anh em đừng có đó tập trung nhiều quá. Tại vì có nhiều anh em lỡ công việc đột xuất không? Anh em hiểu lý Linh nói không? Rồi anh em không đạt được mục tiêu rồi anh em nản đúng không? Thì nói chung là cứ đặt mục tiêu ngày trước. Ví dụ mình có công việc đột xuất thì mình cũng tắt áp, thì ngày đó mình cũng không có bị tụt năng lượng ha. Có nhiều anh em đạt là 300 350 ngọc không, cái tự nhiên cái vợ gọi về trả đi công chuyện hay là gì đó nản ha? Anh em buồn ha? Thì nên tốt nhất là lời khuyên của Linh là anh em cứ tập trung chạy thu nhập. Cứ ngày đó mục tiêu mình ngày đó ra xe kiếm 500 10 tiếng hoặc 11 12 tiếng thì chân nào đạt 500 về. Còn cái ngọc này mình quan sát sao thôi. Đây là cái nói chung là cái này cái thưởng giống như là mình cái tiền xăng xe vậy nè. Thì anh em cố gắng làm sao để có đơn để anh em chạy thì có thu nhập ha. Lời khuyên của Linh cuối cùng cũng là như vậy thôi. Thì Linh cũng mong là cái video này chia sẻ cho anh em biết một chút xíu nào về cái thông tin về cái thưởng ngọc. Linh cũng mong cái video này hữu ích, mang đến hữu ích cho anh em. Nếu anh em cảm thấy video này hữu ích nhớ đừng quên like, và anh em nào mới chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để nhận được những cái video mà hữu ích mới nhất của Linh ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nha. Giờ cao điểm anh em thứ hai.